Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Trên đường hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, phong trào tình nguyện của Việt Nam đã được hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trước. Từ đó cho đến nay, phong trào tình nguyện liên tục được thúc đẩy phát triển và nhân rộng ra khắp các tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ các phong trào tình nguyện của thanh niên trong nước mà ở Việt Nam hiện nay đã thu hút được nhiều các tình nguyện viên quốc tế hoạt động tình nguyện trong các lĩnh vực khác nhau thuộc các tổ chức chính phủ, phi chính phủ. Những hoạt động tình nguyện ấy đã góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quốc tế người tình nguyện, chúng ta có dịp nhìn nhận về những đóng góp của phong trào tình nguyện ở Việt Nam. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, phong trào diệt giặc đói, diệt giặc rốt, một phong trào tình nguyện đã được diễn ra và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong toàn dân. Cả nước đẩy mạnh tăng gia sản xuất để diệt giặc đói. Với tinh thần tương thân tương ái, một nắm khi đói bằng một gói khi no, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiên phong thực hiện tiết kiệm gạo, cứ 10 ngày nhịn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem số gạo ấy mang biếu cho người nghèo. Theo đó, mỗi gia đình đều có một hũ gạo tiết kiệm, mỗi bữa ăn bớt một nắm gạo, đem số gạo tiết kiệm được để cứu giúp những người bị đói. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Để xóa nạn mù chữ trong dân, các lớp nha bình dân học vụ được mở ra ở khắp mọi nơi trong cả nước. Ai biết chữ đều có thể trở thành giáo viên, già trẻ, gái trai đều đi học. Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, hàng triệu người đã thoát nạn mù chữ. Sau khi đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước chủ trương kiến thiết đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, phong trào tình nguyện trong nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng, hướng trọng tâm vào nhiệm vụ cấp bách như khai hoang phục hóa, xây dựng các vùng kinh tế mới, trồng rừng, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu, vùng xa. Ngày nay, phong trào tình nguyện vẫn được tiếp tục duy trì và nhân rộng trong toàn dân, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên. Trong xu thế phát triển của xã hội của đất nước hiện nay, thanh niên là lực lượng đông đảo, nhiệt tình và là nòng cốt để xây dựng đất nước ngày càng văn minh và giàu đẹp. Phong trào thanh niên tình nguyện được nhân rộng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ngày nay, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện của những thanh niên đã trở nên thân thuộc đối với cộng đồng. Tiêu biểu cho phong trào tình nguyện trong thanh niên là phong trào tiếp sức mùa thi. Đến hẹn lại lên, cứ vào mùa thi đại học, cao đẳng, các bạn tình nguyện áo xanh thuộc khối đoàn từ trung ương đến cơ sở, các bạn sinh viên tình nguyện lại có mặt tại các bến xe với mong muốn cống hiến sức trẻ để giúp đỡ các bạn học sinh lên thi đại học. Không quản ngại khó khăn vất vả, các bạn áo xanh tình nguyện vẫn luôn nhiệt tình hướng dẫn đường đi, đưa đón các em học sinh và người thân, tư vấn địa chỉ thuê trọ cho gia đình những thí sinh có con em đi thi đại học. Từ đó đã giúp cho hàng ngàn thí sinh đại học và gia đình có thể yên tâm thi cử và an toàn trong mỗi mùa thi. Bọn em ở đây thì là được phân công là thành lập một đội hình chuyên về chở áo xanh, chở ước mơ hồng và chở những cái thí sinh khi mà đến địa điểm thi ở đây ở quận Long Biên ấy, thì là chở các thí sinh đến địa điểm thi miễn phí. Mọi người tham gia ở đây thì là muốn thể hiện cái sức trẻ, tức là cống hiến cái tuổi thanh xuân của mình đối với cả cái một các bạn thí sinh, giúp đỡ các bạn thí sinh khi mà tham gia cái các mùa thi, là các bạn ở xa đến thì là ủng hộ giúp đỡ cho các bạn ý, và một phần là mình thể hiện được cái tuổi trẻ của mình đối với cả cái xã hội. Bên cạnh phong trào tiếp sức mùa thi, một phong trào tình nguyện mang một nghĩa cử cao đẹp là hiến máu cứu người, khám bệnh cho bà con vùng sâu, vùng xa. Hàng năm, hàng nghìn người bệnh có cơ hội được cứu sống từ những giọt máu tình nguyện thu được từ phong trào hiến máu nhân đạo trong thanh niên. Phong trào tình nguyện xanh, thanh niên có mặt ở khắp các đường phố, tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố, giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng lại ở phong trào tình nguyện trong nước, phong trào tình nguyện quốc tế còn diễn ra liên tục trong những năm gần đây. Các bạn trẻ thanh niên Việt Nam đã có những chuyến đi tình nguyện tại các nước bạn Lào. Tại đây, đoàn thanh niên tình nguyện Việt Nam đã đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa của bà con dân tộc Lào để khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để tăng gia sản xuất, đồng thời dạy chữ tiếng Việt cho các em nhỏ người Lào và dạy các em hát những bài hát về tình anh em thắm thiết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam, Lào.
thông qua cái bài hát là như có bác cho ngày vui đại thắng, với cái lời hát của phần điệp khúc thôi, nó ngắn gọn thôi, Việt Nam Hồ Chí Minh, nhưng mà các em có thể ứng dụng ngay cái bài học của mình và đồng thời hiểu biết thêm về dân tộc Việt Nam và vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam. Và còn rất rất nhiều nữa điều mà chúng tôi, những thanh niên tình nguyện muốn đem đến cho các bạn thiếu nhi cũng như là đất nước Lào, để mong rằng cái tình hữu nghị đoàn kết của hai nước ngày càng gắn bó, và mong rằng mình góp một phần sức nhỏ bé của mình để ngày càng đắp xây cho cái tình hữu nghị này ngày càng trở nên là gắn kết sâu sắc và bền chặt hơn, bền chặt mãi mãi. Có thể nói, hoạt động thanh niên tình nguyện chưa khi nào hoạt động mạnh mẽ và có tổ chức như hiện nay. Không chỉ có các phong trào thanh niên tình nguyện ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, mà phong trào tình nguyện còn xuất hiện ở các tổ chức, ban ngành và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế. Một trong những tổ chức tình nguyện quốc tế tiêu biểu là Tổ chức Tình nguyện của Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNV, một tổ chức có sứ mệnh đóng góp cho hòa bình và phát triển thông qua mạng lưới hoạt động tình nguyện trên khắp thế giới. Ngay từ đầu năm 1990, chương trình tình nguyện của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại Việt Nam. Mục tiêu của chương trình tại Việt Nam là vận động tình nguyện vì phát triển, đặc biệt là thu hút các tình nguyện viên trẻ, mở rộng và đa dạng hóa các cơ hội tình nguyện cho người Việt Nam, vận động và tạo điều kiện để xây dựng một khuôn khổ phù hợp cho hoạt động tình nguyện vì sự phát triển. Kể từ năm 1990 đến nay, UNV đã huy động được một mạng lưới tình nguyện viên trong khắp cả nước. Các tình nguyện viên của UNV đã có mặt ở nhiều lĩnh vực, nhiều tổ chức ban ngành trung ương, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ngoài việc quản lý các tình nguyện viên, UNV còn xây dựng và quản lý các dự án cụ thể tại Việt Nam như dự án đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin để tăng cơ hội việc làm, dự án tăng cường đóng góp của người tình nguyện nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, dự án thanh niên tình nguyện tham gia bảo tồn di sản văn hóa, dự án chương trình hỗ trợ đồng bào vùng cao, dự án tăng cường hơn nữa sự tham gia của người sống chung với HIV, viết tắt là GIPA. Vai trò của UNV trong các dự án này là huy động sự tham gia của tình nguyện viên, và kết thúc mỗi dự án, UNV sẽ có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án thông qua nỗ lực hoạt động của tình nguyện viên. Bà Ruby Barnes, cán bộ chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc, cho biết vai trò của tổ chức tình nguyện UNV tại Việt Nam trong những năm qua. UN volunteers in particular. But if I will talk about how we determine the effectiveness. Chúng tôi có các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ, như chúng tôi có một dự án gọi tắt là GIBA phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tăng cường hơn nữa sự tham gia của người sống chung với HIV. Chúng tôi cử tình nguyện viên của UNV làm việc cùng những người đang sống chung với HIV nhằm cải thiện đời sống cho những người đang sống chung với HIV. Ngoài ra, chúng tôi có những tình nguyện viên làm việc trong các chương trình bình đẳng giới của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực quản lý lao động hay quản lý thương tai, phòng chống và hạn chế thiên tai. Với mỗi dự án kết thúc, chúng tôi sẽ có các đánh giá về các tình nguyện viên của UNV, rằng họ đã có đóng góp gì trong công việc của họ nói riêng và cho sự phát triển của Việt Nam nói chung. Còn về vai trò của tình nguyện viên UNV Việt Nam, hiện nay chúng tôi đang phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện dự án tăng cường năng lượng tình nguyện vì phát triển ở Việt Nam. Nhưng dự án phải đến năm 2012 mới kết thúc. Khi đó chúng tôi sẽ có báo cáo đánh giá cụ thể để trả lời cho việc tình nguyện viên UNV Việt Nam đã đóng góp gì được trong công việc của mình và đóng góp gì vì sự phát triển ở Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, khi mà Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới, thì sẽ đặt ra nhiều thách thức về vấn đề phát triển ở Việt Nam. Cho nên trong thời gian tới, UNV sẽ phải nghiên cứu để đưa ra nhiều phương pháp, cách thức để hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực. UNV cũng đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam thành lập Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thông qua việc phối hợp thực hiện dự án với Trung ương Đoàn về tăng cường năng lực tình nguyện vì phát triển ở Việt Nam. Trung tâm này sẽ thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển nhằm trợ giúp giới trẻ và các nhóm dễ tổn thương ở Việt Nam. Chương trình tình nguyện viên Liên Hợp Quốc, UNV thuộc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã làm việc với Trung ương Đoàn và xúc tiến cho cái việc khảo sát và xây dựng cái dự án mang tên là tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Dự án này thì được triển khai từ cuối năm 2008, và vừa rồi thì dự án theo dự kiến là
dự án sẽ kéo dài thêm đến năm 2012. Dự án này thì trong đến nay lại đã triển khai được gần 3 năm thì nó cũng làm được rất là nhiều việc. Thứ nhất là tổ chức được rất nhiều các cái đợt tập huấn ở các địa phương tỉnh thành, cũng như cho các cái tuyên truyền viên, cũng như cho tình nguyện viên, rồi cho các cán bộ ở các cái tổ chức các hoạt động tình nguyện, rồi tập huấn cho cán bộ ở cái nơi sẽ tiếp nhận tình nguyện, rồi tổ chức cho những cái đơn vị tài trợ như nào cho hiệu quả, và cuối cùng là chúng tôi tổ chức và lấy ý kiến rộng rãi rồi tuyên truyền trong cái đối tượng tình nguyện viên để họ có thêm những kỹ năng khi đi hoạt động tình nguyện thì cho nó hiệu quả hơn. Thứ hai là đã triển khai là đã xúc tiến cái việc là xây dựng một cái cổng thông tin điện tử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên về tình nguyện, và có thể nói rằng là cái cổng thông tin này cũng nhằm đưa đến người dùng tin cũng như là tình nguyện viên trong nước và quốc tế những cái thông tin để trước khi họ đến làm tình nguyện ở đâu thì họ hiểu biết, và thông qua đó để họ nâng cao cái chất lượng hoạt động tình nguyện ở Việt Nam. Trong thời gian qua, UNV luôn mở ra nhiều cơ hội để mọi cá nhân tổ chức đều có thể trở thành tình nguyện viên. Thực tế, UNV đã tổ chức được mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp ở mọi lĩnh vực. Tất cả các tình nguyện viên của UNV đều có chung lý tưởng, đóng góp cho sự phát triển ở Việt Nam. Năm 2011, nhân kỷ niệm 10 năm, năm quốc tế người tình nguyện ở Việt Nam, UNV tổ chức giải thưởng tình nguyện xuất sắc nhằm vinh danh các tổ chức và cá nhân có đóng góp quan trọng cho phong trào tình nguyện ở Việt Nam. Đây là một sự ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của các tình nguyện viên trong suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên giải thưởng tình nguyện được tổ chức tại Việt Nam, và giải thưởng này thì thực sự là một cơ hội để vinh danh những tình nguyện viên xuất sắc cũng như là những tổ chức có đóng góp cho hoạt động tình nguyện tại đất nước Việt Nam. Đó là một giải thưởng mà mang ý nghĩa thực sự lớn, không chỉ để khuyến khích các tình nguyện viên đóng góp tích cực hơn, mà cũng là một cơ hội để xã hội và các tổ chức ghi nhận những đóng góp của hoạt động tình nguyện với sự phát triển của đất nước Việt Nam. Kết quả của chương trình có thể nói rằng hoạt động tình nguyện mang lại lợi ích thiết thực cho cả xã hội và người tình nguyện. Vì sự phát triển ở Việt Nam, bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng đều có thể tham gia tình nguyện. Tất cả mỗi chúng ta đều có thể góp sức để thực hiện thành công những mục tiêu chung của đất nước.